Kính chào độc giả của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 tuần công bố tình huống à ra thế kỳ 30, hôm nay tôi xin phép được thay mặt ban tổ chức công bố đáp án như sau. Theo tình huống à ra thế kỳ 30 đặt ra thì anh B có cho anh A mượn số tiền là 100 triệu đồng và không xác định thời hạn trả nợ cũng như là không có lãi. Sau đó anh B gặp khó khăn thì yêu cầu anh A trả nợ. Nhưng anh A viện cớ là hợp đồng không có ghi cái thời hạn trả nợ cho nên chưa muốn trả tiền lại cho anh B. Không còn cách nào khác, anh B đã viết một cái thư thông báo yêu cầu trả nợ và yêu cầu văn phòng thừa phát lại quận X lập vi bằng ghi nhận lại cái việc anh đến giao thư thông báo. Mặc dù anh A không nhận thư thông báo đòi nợ của anh B, tuy nhiên trước sự chứng kiến của thừa phát lại đã ghi nhận lại tất cả cái quá trình mà anh B đến giao thư thông báo đòi nợ cho anh A. Từ cơ sở đó, anh B đã nộp đơn yêu cầu khởi kiện tại tòa án quận Quyết, yêu cầu tòa án buộc anh A phải trả lại số tiền là 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, anh A cho rằng vì hợp đồng không xác định thời hạn trả nợ và với vi bằng của thừa phát lại như vậy chưa đủ căn cứ để tòa án thụ lý. Thế thì chúng ta xử lý tình huống này như thế nào? Theo tình huống nói trên thì anh B cho anh A mượn số tiền 100 triệu và không xác định khi nào phải trả nợ và không tính lãi. Theo quy định tại khoản 1 điều 469 Bộ luật dân sự 2015 thì đây chính là hợp đồng vay không có kỳ hạn. Theo quy định nói trên thì đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Như vậy trong trường hợp này, để đòi lại số tiền nói trên là cơ sở cho tòa án thụ lý thì anh B buộc phải thực hiện thủ tục là giao thư thông báo đòi nợ cho anh A. Tuy nhiên làm thế nào để chứng minh rằng anh B đã giao cái thư thông báo này cho anh A? Và thực tế chúng ta thấy rằng là anh A đã không nhận văn bản nói trên. Thì anh B đã yêu cầu thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận lại sự kiện mình đến giao thư thông báo đòi nợ. Dù anh A không nhận thư thông báo này nhưng trước sự chứng kiến của thừa phát lại đã lập vi bằng và đã đăng ký tại sở tư pháp chứng minh rằng có việc anh B đến giao thư thông báo đòi nợ. Vì vậy việc tòa án thụ lý đối với cái đơn yêu cầu của anh B là đúng với quy định của pháp luật. Như vậy từ những phân tích trên, đáp án à ra thế kỳ 30 là tòa án thụ lý yêu cầu khởi kiện của B là đúng. Chương trình à ra thế xin chúc mừng các bạn đọc có đáp án trùng với đáp án trên. Đối với những bạn đọc chưa có may mắn trùng với đáp án kỳ này, xin tiếp tục nhanh tay dở luật với tinh thần không được giải cũng được luật. Chúng ta có thể gặp lại ở những kỳ sau. Xin trân trọng kính chào.